Thưa quý vị, sau gần một tuần nắng nóng liên tiếp, hiện miền Bắc đang bước vào đợt mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 23 tháng 6, mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng, có thời điểm chạm ngưỡng 200mm một đợt. Ngày hôm nay, 22 tháng 6, Bắc Bộ còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ chiều vào tối 22 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 23 đến 25 tháng 6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa mưa to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến cho nền nhiệt toàn vùng đồng loạt giảm từ 3 đến 5 độ so với những ngày trước. Từ ngày 27 đến 29 tháng 6, mưa vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm ở khu vực này, nhưng có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác.